Simon xin trân trọng giới thiệu dòng công tắc ổ cắm Serie E6. Phím công tắc siêu lớn giúp dễ dàng bật tắt. Khoảng cách viền trên và dưới siêu mỏng 1,2mm. Thiết kế tràn viên, tinh tế và tối giản. Các mặt công tắc được tích hợp liền mạch, không có khoảng cách. Lễ nhựa an toàn cho trẻ em được thiết kế nhằm bảo vệ an toàn điện tối đa. Công tắc cấu hình 2 lớp lắp đặt nhanh chóng. Với thiết kế dạng lưới sáng tạo, mạnh mẽ và chắc chắn. Sản phẩm sử dụng chất liệu nhựa PC cao cấp chống cháy, hợp kim bạc và các thành phần đồng tốt nhất giúp tăng độ dẫn điện. Sản phẩm có 4 loại màu sắc hiện đại và sang trọng phù hợp với mọi thiết kế nội thất. Đặc biệt, sản phẩm còn có thể in chữ bằng laser theo yêu cầu. Công tắc ổ cắm Serie E6, trải nghiệm không giới hạn. Simone, light up emotions.